Chay ơi, có ai gửi quà cho Chay nè? Ra đây con, ra đây đây, quà đây con. Chay chay nó đâu? Wow, chú nào gửi? Chú nào gửi? Con đoán thử coi chú nào gửi cái này. Chú nào? Chú Bình. Lớn lên. Chú Bình. Đúng rồi. Chú Bình gửi cho Chay nguyên một cái con unicorn bự. Ây da, da, đau, 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 để mẹ làm, để mẹ làm. Chú Bình gửi cho Chay nguyên một cái con unicorn bự để nó bơi ở dưới cái hồ của nó nè cô chú ơi. Sướng dữ rồi ta ơi. Mà cái này là phải cần cái đồ pump lên để ấy chứ còn đâu có đồ đâu. Cần cái đồ để bơm lên con. Cái này là phải đi mua đồ bơm rồi. Trời ơi, cái nè, cái con unicorn giống vậy nè Chay nè. Wow, it's a huge one. Cô chú coi nó vẽ tay, vẽ chân, vẽ ấy đó nè. Tôi chưa đập nó một cái là nó mai dữ lắm rồi đó cái con này nè. Bực mình ghê luôn á. À, unicorn bự lắm á. Để mày hỏi ông Dũng coi nhà ông Dũng có cái đồ bơm mà không có. Thế này mày đi mua. Mày đi mua cái đồ bơm này đi. Mày bơm cho Chay bơi nha. Cô chú con Chay nè cô chú ơi. Đó, đi. Ê, trời ơi, ai đi cái đường đó? Cái đường đó đâu có đi được đâu mà ôm đi cái kiểu đó hay vậy ta? Hả? Con leo luôn, con leo thẳng lên luôn. Con muốn leo là con leo thẳng lên luôn. Đi leo từ từ. Rồi, leo đường đi, leo đường kia đi. Ừ. Leo đường đó đi. Coi chừng đạp váy nha. Rồi, trượt cầu trượt xuống. 1, 2. Rồi, mẹ chụp con. Rồi, lên đi, con lên đi. Lên đi. Cái chỗ chơi này cũng được nè, mà theo Ngọc á, nếu mà Ngọc theo Ngọc á, Ngọc ước gì nó nằm gần gần ở chỗ nhà một chút. Để dễ bước ra bước vô, từ đó chạy ra đây xa quá. Quá xa hả Chay ha? Mà mấy đứa nít chắc nó chơi chứ nó không quản xa xôi, nó thích chơi là nó chơi chứ nó không quản xa xôi. Rồi cuộc số này nó xuống được lần nó hết sợ rồi đó cô chú. Cô muốn mày catch con hả? Ok, mày đứng đây mày catch con nha. Rồi 1, 2, 3 xuống đàng hoàng. Ok đó, xuống đây đâu có sao đâu. Con muốn lên đây chơi không? Con muốn lên đây không? Dạ không. Lên đây nè. Mami, can you hold me? Hold you làm gì? Hold con chi? Ô, trời trời trời, nó sợ chân nó dơ đó, có được đời không? Nó không dám đi dưới đất luôn đó. Chay, mai mốt mà phải chi ở đây có cái xích đu hả Chay ha? Phải chi ở đây có xích đu là khỏe nè Chay nè. Ở đây hình như cũng còn gắn được cái xích đu. Đây mong mốt mẹ mua cái xích đu cho con. Còn cái này á hả, là mấy cái này để cho nó tập ngồi lên tay được lên cô chú nè. Rồi leo lên. Rồi, rồi cái chân kia để lên đây. Cái chân kia để lên đây. Đúng rồi con. Ừ. Rồi đi tí lên. Đúng rồi. Rồi chân này cũng bỏ lên đây. Nấu chân này bỏ lên đây. Trời ơi nó trèo luôn. Nó con này ăn gian. Nó là ăn gian. Hay ghê. Hey, you did it. And it's another one. Hả? And it's another one. Để con xuống hả? Ok, xuống đây. Xuống đi. Cái gì đâu scare. Xuống từ từ, mình cẩn thận thôi là được. Mình cầm hai tay, mình không có té xuống là thôi. Chứ chi đâu sợ. Mom, that's to put the arms here. Đó, chi đâu sợ. Thấy không? Almost. Mommy, can you catch me down? Ok. Mẹ chụp con. Nói đi. Mommy, first you gotta hold it. Nói mẹ chụp con. Mẹ chụp con.
Con đừng có để cái đầu con nằm xuống, đầu con nằm xuống cái nó bụp 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 đau đầu sao? Trời trời trời, cái đó là trúng cái váy rồi, kéo cái váy lên. Kéo cái váy lên, kéo cái váy lên mới bước đi đường đó được. Rồi. Rồi đi. Mày mày chụp cho, mày bày bợ cho ha. Rồi đi, lên. Lên, cố lên. Ok, rồi, you wanna slide out? Ok, xuống. Coi chừng trời đập cái cam nha. Rồi. Nó nhảy qua nè cô chú nè, nhảy nè. Sao nó đi dưới đất. Trời ơi hay ghê. Đi dưới đất cũng đâu có sao đâu con, ngày xưa mẹ đi dưới đất không, mẹ đi chân không chứ có chi đâu. Hay ghê đó, con đi từ từ là con biết thôi chứ có chi đâu. Nữa không? Mày chụp con nha. Wow. That's a big one. Yeah. Lên không? Rồi đây là mày chụp. Mày đi đằng kia phải không? Rồi bước qua cỏ, nhảy qua. Như cũ. Đúng rồi, nhảy từ đó qua đây. Almost. Xém té phải không? Con nói đi, xém té. Lớn lên, xém té. Đúng rồi. Đi đằng kia phải không? Đi đằng này phải không? Ok, đi đường đó đi. Bước cái chân lên. Đúng rồi. Cái chân này, cái tay này, đúng rồi. Lên luôn. Lên luôn bồ ơi, cái chân kia. Cái chân kia bước lên. Ê, chỗ đó đâu có chỗ gì đâu. Đúng rồi, phải bước ngay chỗ đó. Đúng rồi. Đúng rồi, cái chân này bước lên đây. Cái chân này, cái chân kia. Chân này bước lên đây, chân này bước lên đây. Rồi. Rồi, lên. Đúng rồi. Hay lắm bồ ơi. Rồi giờ xuống lại phải không? Rảnh mà. Thì gọi là chơi mà. Ừ thì lên xuống vậy đó. Ờ con không sợ phải không? Thấy chưa, mình cái gì mà mình làm được một lần là mình biết nó như thế nào, là mình không có sợ nữa con, hay không con? Mình đã vượt qua được nỗi sợ của mình rồi thì. Hả? Hả? I got on a scared cat. Oh. Làm gì con? Chụp con nữa phải không? Rồi. Ok, rồi xuống đây mày chụp. Cái đó mày đâu biết gì đâu con. Xuống. Rồi xuống đây mày chụp nha, có cái tay mày chụp nha. Chi đâu, chi chi đó, làm chi đó. Ô, đó, 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 như vậy mới té đó. Chứ còn mà bình thường là đâu có té. Rồi, thôi đi vô che rồi. Ô, giờ dạ không rồi hả? Bước qua, nhảy qua, 1, đếm 1, 2, 3. Đếm 1, 2, 3. Quán. Không, đếm 1, 2, 3 chứ quản gì. Rồi giờ đi lên đường nào, lên gần cầu thang hay lên đường leo núi? Núi. Núi phải không? Rồi núi. Đúng rồi, giỏi. Đúng rồi, giỏi. Sao lúc nào cũng bị mắc kẹt ở chỗ đó vậy? Cái chân để lên đây. Rồi cái chân này ở lên đây, cái chân này lên đây, đó cái chân này lên đây. Đó chi đâu. À không, mà rồi lên đi. Mẹ ơi. Mommy. Mẹ ơi. Đó gì? À, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, công viên ở Michigan đóng cửa hồi bữa đó, đúng mày nhớ mà. Mom catch me. Rồi đi mẹ, cái tay mày để đây mẹ. Đó, con xuống rồi mẹ bỏ liền, đúng rồi. Mẹ mẹ chụp con. Lớn lên. Chớp. Rồi thôi đi vô chơi. Mẹ không mẹ. Ôi trời. Tự chơi mình té đó chứ ở đâu mà chơi tự chơi. Nữa. Ủa con nói con đi được rồi mà giúp gì nữa. Cái gì tự làm được thì tự làm đi chứ. Cẩn thận thôi, từng cái bước chân mình phải vững vàng. Mình nhắm chắc rồi mình hãy bước. Rồi cái tay để lên, cái tay để lên. Đúng rồi. Cái chân xuống, cái chân lên lên. Cái chân đâu, cái chân để đây nè, cái chân để đây nè con. Rờ rờ đây nè, đúng rồi. Chân này. Rồi không được thôi, rồi tự đây tự làm đi. Mom, I just
I just kicked up and then I just go up there and then I did it. À, con nói hồi nãy con trượt xuống con mà no mama là không có mẹ hả? Trời ơi, nó nói mẹ hồi nãy con trượt xuống cái hồi nãy là no mama, có nghĩa là không có mẹ. Rồi cái nó đi lên, nó leo lên, nó làm vậy, nó leo tự một mình, nó leo được luôn cô chú ơi. Còn ai đi đẹp sao, ai đi đẹp sao? Giỏi quá. Rồi mẹ ơi, chụp con. Đúng rồi. Rồi xuống đây mẹ chụp. Mẹ đây, mẹ ngồi đây. Con làm gì chứ, con phải xuống đàng hoàng chứ, con xuống kiểu đó mới té đó. Ngay mẹ có chụp, mẹ có cần chụp con đâu. Không mà mình đây. Trường quá đàn ngọc á. Không mình đây nhà ngọc ơi. I love you. I love you. Con muốn đi đâu con đi. Con muốn đi đâu cũng được hết á. Muốn ngồi đó phải không? Đúng rồi, cái đó là cái ghế đó, đúng rồi. Mà mốt có đồ chơi cái mình để đó mình chơi đồ chơi cái đó, cái bàn cái ghế đó cũng được đó. Mẹ thấy cái thời thì cái buổi này là chơi này, ngon nhất là chơi nè, không có nóng là chơi nè. Ô nhà kia có bông giấy kìa chơi. Con thấy không? Ừ, nhà có bông giấy. Đây nè cô chú ơi, chay bây giờ qua tới cái cát này rồi. Cát này là để nay mai hay chừng nào ba qua rồi cái hả đi mua bao cát về bỏ chân mình mẹ rinh bao cát gì. Ra sao nổi. Nội mà rinh bao cát mà từ ở trong đó mà ngồi đi ra ngoài tới chiếc xe là đuối đưa rồi. Không có rinh bao cát nổi đâu, để cho ba đi. Hoặc là nay mai gì ông Dũng đi hôm đi bồ mày nói ông Dũng mua giùm con bao cát nha. Trời ơi, con gì này chơi nè, con gì này chơi nè. Con gì nè. Thấy không? Mommy's dead, mom. Đâu có chết đâu, mẹ đâu có giết đâu, chết. Mẹ chỉ đụng nó thôi mà. Mommy, can you cover my feet up? Mẹ ơi, mẹ lắp chân con. Lớn lên. Lắp chân con. Đúng rồi. Có khi mà mẹ lắp chân con nhớ là lúc mình đi biển không con? Dạ, dạ mẹ. Nay mai về rảnh mẹ chở đi biển nha. Dạ mẹ. Đi biển tắm ha. Ngày mai không được rồi, chắc ngày mốt đi. Ngày mốt là trời, nếu mà tới ngày mốt là tính ra mình sẽ được ở căn nhà này một tuần rồi đó chay. Con có vui không con? Con có vui không? Mom, look. You see that? Con kiến thôi con, chứ đâu có gì đâu, kiến mà. Kiến just pick up by myself. Đâu có, cứ cắn con đâu có làm gì người ta đâu. Mẹ nói cho con nghe hồi bữa mẹ giải thích cho con như thế nào. Con người của mình á, là mình phải sống ở trong nhà, còn ở ngoài đây là cái nhà của tụi nó rồi. Nên mình ra đây là có nghĩa là mình xâm chiếm nhà của tụi nó. Nên mình thấy nó là mình cứ để tụi nó đi, chứ mình không có được đụng vô tụi nó, nghe chưa? Mình thấy cái con nào là mình cũng phải để cho nó ấy. Chứ còn mình ra tới đây là nhà của tụi nó rồi, mình đâu có được đụng vô tụi nó. Nhà của mình là bên trong kìa, còn này là khu của những cái con vật sống nha con nha. It's cold, mom. Hả? It's cold. Lạnh no, hả? Not that one. Hả? Mày lấy cái này mày lắp lên cho con nè. Mẹ phải dùng hết cát để mày lấy cát mày lắp chứ. Mong mốt mày mua cát nhiều nè. Để sạch sạch cho mày đổ, ráng xúc cái cát này ra, cái mày đổ cái cát mới vô cho con nha. Con cảm ơn mẹ đi. Cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ. Yêu mẹ. Nhiều gì? Nhiều much. Nhiều much là nhiều gì? Nhất gì? Nhất gì? Nhất trên đời luôn. Nhất trên đời luôn, đúng rồi. Con là cục gì của mẹ? Con là cục gì? Đúng rồi, trời ơi, đúng rồi. Không biết hay vậy ta ơi, cho nó biết hay tài. Mom, that's not sand. Ờ, không, cái này nó cũng là cát nè con. Cát với đất rụng chung với nhau á. Nè, nếu mà con đi ra khỏi này, nếu mà con đi ra chỗ này là mình sẽ thấy rất là nhiều con, giống như con bọ nè, rồi con kiến, rồi con dế, rồi con thằng làng. Mình thấy nhiều lắm, mình cứ kệ để cho nó đi nha con nha. Mình không có đụng nó là nó sẽ không có đụng mình. Không có được mà trời mồi chọc mặt, không có được giết nó nghe chưa. Để Ngọc kể cho cô chú nghe một cái câu chuyện này nè. Hồi nãy Ngọc với chay bơi xong rồi cái Ngọc làm bộ Ngọc thả trôi. Ngọc làm bộ Ngọc thả trôi, cái mặt Ngọc ngửa lên, Ngọc coi nó phản ứng của chay như thế nào. Xong rồi cái Ngọc, nó cũng không có phản ứng gì nhiều, tại vì nó đâu có biết gì đâu nào, giờ chưa có dạy nó mà. Cái xong rồi nó chạy tới, nó thấy cái con cá của nó, cái nó thải xuống hồ. Gì con? Nó lấy con cá nó thải xuống hồ.
mà đúng lúc đó Ngọc nhắm mắt Ngọc đâu có thấy đâu. Cái xong mà cái chút nữa Ngọc thấy nó không có làm gì, cái nó đi lại cái chỗ đó nó ngồi á, mà nó cứ nhìn Ngọc vậy nè, nó lại đó chỗ ngồi, cái Ngọc làm bộ Ngọc chạy tới, Ngọc tỉnh dậy, Ngọc bơi tới nó, cái Ngọc hỏi hả hồi nãy con có sợ không, nó nói dạ sợ. Cái con nói hả như vậy sao con hồi nãy con có làm gì để cứu mẹ không, nó nói có, hồi nãy con đem con cá lại con thải xuống sông mà mẹ không thấy. Nói vậy đó. Cái Ngọc nói là hồi nãy con tưởng mẹ bị gì, con cái nó nói đài, có nghĩa là chết. Nó tưởng mẹ chết. Cái xong mà cái Ngọc nói hả lần sau á khi mà con thấy mẹ bị vậy là con phải la lên. Con phải la sao chị? La sao? Somebody help. Đúng rồi, Ngọc nói là khi con thấy mẹ vậy con phải la lên là cứu mẹ tôi với, help, cứu mẹ tôi với để mấy ông có ai đó ra cứu mẹ, đúng không con? Đúng rồi, là lần sau là nó sẽ biết liền cô chú ơi. Đó, mình phải ấy những cái trường hợp như vậy để mình có thể mình có một cái ấy để dạy nó. Nhưng mà cũng Ngọc thấy cái kỹ năng tốt là biết đi lấy con cái phao con cá để thải xuống cho mẹ, mà cuối cùng là thải không nổi, thải không tới cái chỗ mẹ đang bị chết đuối, mà thải xa xa chút nên mẹ lấy không được. Nó nói hả mommy I did help you, I nó nói là hả mẹ con có giúp mẹ, là con có thải con cá xuống nhưng mà mẹ xa quá không thấy con cá thải không tới. Nói vậy đó, là lần sau là khi mà mẹ bị vậy là con sẽ nói làm sao? Help. Lớn lên. Help. Nó còn nói cứu, help. Con nói cứu tôi với. Beautiful. Lớn lên. Beautiful. Cứu tôi với. Cứu mẹ con với. Đúng không con? Đúng rồi. Mommy, chứ mà cứ tự nhiên cái con ngồi con nhìn mẹ một cách bất lực luôn là chịu thua đó. Mọi người sẽ có những người nghĩ là Ngọc dạy cái cách đó là như dư thừa hay là hả không có cần sức tới, nhưng mà Ngọc nghĩ là cái đó là phải cần thiết luôn á. Nhiều lúc mình nghĩ không nghĩ tới đâu các bạn, thật sự luôn á. Khi mà Ngọc kể ra cái câu chuyện này thật sự là Ngọc biết. Con kiến đó con. Thật sự là Ngọc nghĩ là cái câu chuyện khi mà Ngọc kể ra là sẽ có rất là nhiều cha mẹ chưa có nghĩ tới cái vấn đề này đó. Nên là nếu mà được á, mọi người con cái mọi người nên chỉ như vậy, mình đâu biết cuộc sống nó sẽ như thế nào đâu. Mommy, can you help me stand? Mẹ, nói tiếng Việt đi. Can you help me stand? Đâu, cái đó đâu phải tiếng Việt. Mẹ, can you help me stand? Cái đó chưa phải tiếng Việt. No, that's it. 100% tiếng Việt luôn. Tất cả những viên... Rồi sao? Rồi, mẹ, cover my feet, mẹ. Cover my feet tiếng Việt là gì? Đắp gì? Đắp gì? Dạ. Rồi bỏ cái chân xuống, bỏ chân xuống, mày lấy cát mà đắp lại. Vui không con? Yeah. Đắp chân con đó, gọi chân. You have sand on your feet. À đúng rồi, mẹ dép mẹ dính cát rồi ha con ha. Con nói dép mẹ dính cát. Đúng rồi. Mommy, can you help me? Mẹ ơi giúp con. Giúp con làm gì? Giúp con xem. Ủa nữa hả? Muốn gì nhiều dữ rồi, mình đâu có đủ cát đâu lắp. Đâu có đủ cát đâu lắp. You have some sand issues. Đó thì bởi mẹ lắp cho con nên mẹ mới dính cát nè. Chay là cái gì của mẹ? Chay là cục gì của mẹ? Vàng của mẹ. Lớn lên. Vàng của mẹ. Đúng rồi. More, mom. More. Nữa mẹ ơi, nữa. Mẹ rồi, thôi, bây giờ chào tạm biệt cô chú ở đây đi. Mẹ, chào tạm biệt cô chú đây đi. Bye bye cô chú đây đi. Bye bye cô chú. Nhìn vô camera đàng hoàng. Bye bye cô chú. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn cô chú. Đã xem video. Xem video. Nhìn lên video, nhìn lên. Chúc cô chú. Chúc cô chú. Chúc cô chú sao? Ngủ ngon. Ngủ ngon, một ngày vui vẻ. Sức khỏe. Sức khỏe để làm gì? Sức khỏe đang gì? Đúng rồi. Bye bye. Bye bye. Bye bye, cũng phải bye bye đàng hoàng. Bye bye cô chú. Rồi. Đó, cô chú ơi, ngày nào hai mẹ con cũng tắm cả tiếng đồng hồ. Chơi thì cực kỳ đã cái hồ bơi này luôn cô chú. Sau cái chuyến Florida này hai mẹ con đây là đảm bảo là chơi bơi được luôn nè cô chú.
Cô nhảy miết luôn. Để đi. Rồi cô chú đừng có nói sao mà thấy hai da hai mẹ con là đen nha. Ngày bơi cá tiếng hồ mà bơi vào lúc trưa. Giờ bơi vào lúc 1 giờ với 2 giờ trưa. Trắng bóp luôn nè. Mẹ không, con nhảy đi mẹ quay cho cô chú coi. À bỏ camera xuống hả? Bỏ camera xuống hả? Hồi nãy giờ mẹ nhảy rồi, bây giờ con nhảy thôi đi. Dạ không mẹ. Dạ thôi nghỉ đi khỏi bơi nữa. Mỗi ngày ngày nào cũng bơi từ 1 tiếng tới tiếng rưỡi đồng hồ cô chú. Bữa giờ là 5 ngày liên tiếp. Rồi. Ok, cô nhảy tiếp đi mẹ nhảy. Giỏi ghê cho cô chú. Rồi đi, đi lên hai mẹ con nhảy nha. Ok. Rồi lên. Rồi ok, để mình dựng cái camera xuống nha. Nhảy còn vững nè. Con nhảy đi. Sao vậy không mẹ?